Thưa quý vị, theo kế hoạch vào ngày mai, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ công bố tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam. Trong tháng 6 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hai trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp đội tuyển Philippines và đội tuyển Iraq. Vậy nên việc sớm tìm ra huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia là nhiệm vụ rất quan trọng với VFF. Đến thời điểm này thì VFF đã lựa chọn ra được 3 ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này. Chúng ta hãy cùng xem họ là ai. 3 ứng viên sáng giá thời điểm này bao gồm huấn luyện viên Kim Sang-sik, Alexander Polkin và Akira Nishino. Trong số này thì huấn luyện viên người Hàn Quốc Kim Sang-sik đang là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm nhất khi ngay cả truyền thông Hàn Quốc cũng đưa tin. Đây sẽ là người ngồi vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam sau khi huấn luyện viên Philippe Chu-xie chia tay. Huấn luyện viên Kim Sang-sik từng dẫn dắt câu lạc bộ Gyeongbok Hyundai Motor trong 2 năm, nhưng đã giúp câu lạc bộ này có 2 danh hiệu là vô địch quốc gia 2021 và cúp quốc gia 2022. Trong khi đó, huấn luyện viên Alexander Polkin là người có nhiều năm làm việc với bóng đá Đông Nam Á khi đã cùng đội tuyển Thái Lan có 2 danh hiệu vô địch AFF Cup liên tiếp trước khi bị sa thải vào năm 2023. Ông cũng từng làm việc ở Việt Nam khi dẫn dắt câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2020. Cái tên thứ ba là huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Nishino, cũng là một người từng gắn bó với bóng đá Thái Lan trước thời điểm huấn luyện viên Polkin đến thay thế. Trước đó, ông từng đưa đội tuyển Nhật Bản vượt qua vòng bảng World Cup 2018.